Bây giờ mà gặp mẹ ngoài đường con có nhận ra không? Đó hả? Đó mà nó biết. Rồi ba con đâu rồi? Ngủ rồi. Ba con ngủ hả? Ở sao con không đánh thức Không ba thức dậy? à. Chỉ à, không có thức. dẫn xuống. Con có buồn không? Ở sao chú nhắc tới ba mà chú thấy Phụng muốn khóc vậy ạ? Hả? Nói chú nghe được không? Bé muốn khóc với cô chú anh chị. Hai chú nghe coi sao. Sao không? Thôi con gái đừng khóc mẹ. Chú xin lỗi ha. Rất là tội lên mọi người. Con nhắc tới ba mà con nghẹn ngào. Rất là tội nghiệp. À, nhỏ lớn gì nó đào vậy. Con nấu cháo cho nó ăn, cái nó khóc. Dạ. Nó nói con buồn. Con không có cha, có mẹ, cũng con bà nội lo cho con, cho bà nội nó có bỏ con nữa mà con buồn, con khóc. Dạ. Cái tội lắm. Dạ vâng, Thắng mến chào tất cả cô chú anh chị. Ngày hôm nay Thắng có về Long An để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Thì Thắng cũng được một người bạn giới thiệu. Ở đây thì có hai bé nhỏ, ở cha thì qua đời, mẹ cũng bỏ các con ra đi. Hiện tại các con phải sống với bà nội. Hôm nay thì Thắng về đây để Thắng tìm hiểu câu chuyện của gia đình cũng như là chia sẻ lên. Cũng rất mong mà các quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân khi xem được clip của Thắng ấy, có thể hỗ trợ một phần nào đó cho các con. Thì Thắng xin mời mọi người vô trong để tìm hiểu cái câu chuyện ngày hôm nay với Thắng nhé. Ở đây chính là căn nhà mà ba bà cháu đang sinh sống này mọi người. Đã ở giáp một cái mé sông, thì nó rất là lụp sụp. Con cũng được biết là hoàn cảnh rất là khó khăn đấy. Hôm nay con về đây để con chia sẻ. Con làm bên từ thiện bà. Dạ, đầu tiên thì bà cho con hỏi là bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay là 84. Ôi. Vậy là bây giờ là bà sống ở đây với hai bè gái thôi ha? Có hai bé gái. Dạ. Đây là bé gái lớn, còn một bé nữa đâu hả hả bé bà? Nhỏ, bé nhỏ đi học rồi. Bé nhỏ 9 tuổi đi học mà. Dạ. Vậy bé này là không đi học nữa hả? Bé này đi làm. Đi làm mướn người ta. Ôi sao bà không cho bé đi học nữa mà lại đi làm rồi? Đâu có khả năng mà đi học. Vậy hả? Đi học rồi đâu có tiền cho cháu ăn đi học. Vâng. Bà ở nhà cũng không có tiền, bà già yếu rồi đâu có làm gì được. Dạ. Thì bà ơi, con cũng được nghe là cha của bé mới qua đời hả bà? Dạ. Vâng. Để sự tình như thế nào bà có thể là chia sẻ cho con và mọi người biết được không? Cháu ơi, con của bà mất á. Bà khổ lắm, mà buồn dữ dằn lắm mà bà, gán gượng, cái gì còn hai đứa cháu. Dáng gượng đang mà lo cho hai đứa cháu. Dạ. Chứ không thôi là cũng nằm luôn đó. Chị nghĩ có bài gì đây rồi, hai đứa cháu không có ai. Không có còn ai nữa hết trơn á. Còn có Dạ. ba bà cháu đó. Vâng. Thì lưu xóm mà này kia người ta đem gạo lại cho bà cháu ăn. Dạ. Rồi sao mà ba của bé mất vậy hả bà? Vì con đối với gia đình khó khăn rồi nó mới đi xa. Nó đi với Cà Mau, với chở cua về Kiên Giang, nó bán, nó mướn nhà trọ ở đó. Rồi nó chạy đi bỏ cua cho người ta, bị xe tải bá, chết tại chỗ. Trời Rồi ở đất. dưới, rồi, con tôi mất rồi mà còn bị khám tử thi nữa. Rồi trên này mấy đứa cháu tôi nó mới mướn xe đi xuống dưới chở về. Mướn xe đi xuống hết là 3 triệu, rồi mướn xe cấp cứu ở dưới chở về đây 3 triệu nữa. Rồi Dạ. nhờ mấy đứa cháu nó cho mượn tiền, mua Vâng. hòm được chôn cất với đúc mồ cho nó đó, là Dạ. hết thảy là 20 triệu. Rồi ở dưới bên xe tải đó, cái thằng nó lấy xe đó, nó đem lên đó, 20 triệu nó đưa thì đủ tiền mai táng cho con tôi. Vậy đó. Còn lúc nó sống thì nó mần ăn thất thoát thì cũng có thiếu nợ chút đỉnh. Dạ. Bây giờ con nó lớn lên tôi cũng nói với người ta, lớn lên thằng con nó làm có tôi trả từ từ vậy đó. Vâng. Ôi,
Cái này là nhà của mình hay là sao vậy bà? Cái hay là mình ở đậu như thế nào bà? Cái này mới chạy cất lâu rồi mà hư trơn rồi, bà cháu ở mới sửa lại. Dạ. Gần cái mé sông này cũng rất là nguy hiểm á. Bà ở đây bao nhiêu năm rồi? Ở đây cũng lâu rồi. Vậy hả bà? Vậy không có đất trên bờ ở mé sông. Dạ. Rồi con tên gì nhỉ? Cho chú gặp cái này nhá. Dạ con Yến. Yến năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 13 tuổi. 13 tuổi rồi, nhưng mà chú mới nghe bà nói là con đi làm nữa rồi hả? Dạ. Sao mà không đi học nữa nhỉ? Trước có xin bà đi học không mà? Dạ con có xin đi học mà tại con thấy ba thiếu nợ này kia, cho nên con đi làm kiếm tiền trả nợ. Vậy là con nghỉ trước lúc mà ba con mất hả? Dạ không, ba con mất rồi con mới nghỉ. Nó đi học cả mà. Ba hồi đó cha nó cho đi học. Cha nó mất rồi nó mới nghỉ. Dạ. Còn có ba bà cháu rồi. Rồi bên kia nó mới nghỉ, là con làm bà cháu có sống. Vâng. Rồi Yến ơi cho chú hỏi này, khi mà nghỉ học như vậy để đi làm đấy thì con có buồn nhiều không? Dạ không, tại mình làm nuôi gia đình mình mà đâu có gì đâu mà buồn. Tại vì với một cái đứa tuổi như con ấy, nhiều khi là mình ra ngoài thấy bạn bè vẫn còn đi được đi học á, mà mình phải đi làm. Thì có khi nào con tủi thân không? Dạ cũng có. Đấy hả? Nhưng mà nghĩ lại gia đình hết tuổi. Cố gắng đi làm thôi. Hiện tại là con làm công việc gì? Dạ con làm thợ bày. Mình làm như vậy lương có được nhiều không con? Dạ lương từ từ nó mới cao lên. Là làm cũng gần nhà đấy ha. Dạ. Đứa nào ngoài à? Vô biểu ghét đi lẹ đi. Đào quá. Lau lau mặt đi. Trời. Ở đây là em của con hả? Ở con gái mới đi học về hả? Dạ. Ờ thế ngồi đây luôn đi cho chú trò chuyện chút nào. Trời. Mặt nước. Sao mà toát hết mồ hôi vậy? Mặt hay gì nắng quá. Vậy là đồng nghiệp nắng. Đây là em ruột của con luôn ha. Dạ. Rồi hai chị em là sống với bà đây. Nó không có chiếc xe chạy đi học. Đưa nhỏ cháu này mới cho chiếc xe cũng xì hư tới hư luôn mấy ngày sửa hoài. Dạ. Sửa liền liền. Vậy là bây giờ ba bà cháu không có phương tiện gì đi lại luôn. Cháu không có gì hết trơn. Dạ. Đồng nghiệp nhỏ cháu cho chiếc xe mừng hết sức chạy đi học cái xe nhỏ mà hư lên hư xuống mấy ngày sửa hoài. Vậy bây giờ đi học thì khăn rửa mặt khô con. Rồi con gái cho chú hỏi nè. Trời thấy tội ghê không? Yến ơi, thì không biết là cuộc sống của mình hiện tại ba bà cháu khó khăn như thế nào. Thì con bây giờ cũng là như là trụ cột trong gia đình rồi á. Còn mình con phải đi làm để nuôi bà, để nuôi em nữa. Thì con có thể chia sẻ cho chú là cái động lực nào mà khiến con nghỉ học rồi đi làm để nuôi gia đình như thế không? Động lực của con là thứ nhất là con trả nợ cho ba con. Thứ hai là thấy em đi học khó khăn quá cho nên con mới nghỉ con đi làm. Dạ, mình hy sinh hết đi làm để có thể là lo cho tương lai của em hơn ha. Dạ. Thì chú biết là ba của con mới mất cũng là một cái nỗi buồn với con ha. Còn về phía mẹ thì chú cũng đừng nghe là mẹ con bỏ con luôn, đúng không? Dạ, ba với mẹ con ly hôn 4-5 năm trước lâu rồi. Là lúc mà con nhỏ ấy ha. Dạ, lúc con còn đi học. Là mẹ con cũng bỏ tụi con. Tới thời điểm này đi thì có khi nào mà có liên hệ với tụi con không? Dạ không. Kiểu mất liên hệ lâu lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Với cá nhân có con chồng khác. Chồng lâu lắm. Dạ có chồng khác. Nghe phụ cha nhỏ này mới mất cỡ gì nè. Nó khóc quá chứ khóc của tôi mới nói là nó giấu nó con hơi đừng khóc. Nằm mặt đi. Cha con ngủ. Cái nó nói cha con ngủ cho bà nội khóc. Dạ. Nó khóc hết lên. Vâng. Có nghĩa rằng bây giờ là không có bất kỳ một thông tin gì, cũng không như hỗ trợ gì cho hai bé cả. Không có gì. Dạ. Đi lợi cũng có lợi với tiên, mấy người. Nó đi về rồi trả lợi tới giờ luôn. Vâng. Giờ con tôi chết là gần giáp năm, rồi tháng 6 tới là giáp năm. Dạ. Nhưng mà con bây giờ con có muốn gặp lại mẹ của mình không? Kiểu giờ gặp cũng gọi bằng gì chứ không có gọi bằng mẹ. Vậy hả? Có được gặp thì con mừng chứ không gì hết. Con cũng rất là mong được gặp lại mẹ ha. Dạ. Hận mẹ đâu đi tới giờ không có cho con được cái làm sao là phải chỉ đi làm mà có tiền gửi gì cho con á. Vâng. Thì còn tình mẹ con. Rồi bà mới nói là
Yến buồn mẹ rồi hận mẹ ấy, thì trong thâm tâm của con thì thật sự con có mong muốn điều đó không? Con có hận mẹ nhiều không? Không phải là hận mà là buồn thôi. Chú thấy con đang rất là xúc động ấy. Cái điều gì mà khiến con nghẹn ngào như thế? Tại con nghĩ tới hoàn cảnh gia đình thôi. Nghĩ tới việc ba mất thôi. Vấn đề về học tập của em con ấy thì có tốn kém nhiều không? Dạ không. Kiểu em con cũng học giỏi ấy, cho nên là sách vở là được lãnh. Ồ, là bé học giỏi luôn ha. Dạ. Ồ, thưa cô chú anh chị, thì bé Yến hiện tại là con đang đi làm, thì Thắng có ghé thăm gia đình đấy, thì Thắng có gọi trước cho bé, thì bé xin phép ở bên công ty về chỉ được một vài phút thôi. Thì Thắng sẽ hỏi thêm bé vài câu nữa rồi để bé qua làm tiếp, nhưng không lỡ là công ty trừ lương hay gì của bé cũng rất là tội nghiệp. Ạ. Trừ mất mấy trăm ngàn thì cũng tội bé nữa. Một ngày như thế con làm được bao nhiêu tiền? Ý là con đi làm một ngày là con người ta trả lương cho con được bao nhiêu? Làm theo tháng cô cũng. Một tháng là được mấy triệu hả con? Một tháng được 2 triệu mấy. Ồ, 2 triệu mấy thôi. Dạ. Tại làm việc cũng nhẹ, không có nào. Vậy hả? Nhưng mà ví dụ như cuối tuần con có được nghỉ không? Dạ, một tháng nghỉ được 2 ngày. Ồ, mà có 2 triệu mấy. Vậy thì cũng rất là ít mọi người ạ, chứ không có nhiều đâu. Nếu mà như vậy thì thôi, bé Yến con đi làm đi ha. Dạ. Tại vì, đi làm biểu hình 2 chở con đi mà. Dạ, tại vì mọi người bé cũng chỉ xin về được khoảng 15-20 phút thôi. Đúng rồi, cũng vậy. Thắng cũng không biết sao nữa, thì thật ra thì Thắng từ Sài Gòn xuống đây, Thắng cũng muốn ghi hình để có thể là truyền tải những cái hình ảnh chân thật nhất tới cho quý vị. Nhưng mà bây giờ bé phải vào công ty để làm tiếp, thì Thắng trò chuyện với bà với lại là bé Út đây. Thế thôi Yến đi làm đi con nha. Rồi thì, chú trò chuyện với bà. Rồi chúc con nhiều sức khỏe ha. Chào bác. Giờ Thắng sẽ trò chuyện thêm với bà, như là bé Phụng một xíu. Con gái tên Phụng đúng không nhỉ? Nhìn bé Phụng rất là dễ thương luôn mọi người. có ai khen con dễ thương chưa? Mấy hôm trước tôi đau nằm ăn cháo con ba bữa. Dạ. Vâng. Bà bây giờ cũng có tuổi rồi nên là đau nhức nhiều. Như về phía ba bà cháu đi thì cho con hỏi nè, thì mình có được chính quyền hỗ trợ gì không bà? Không có. Có chồng xóm mà người ta thấy đồng nghiệp bà cháu nó đem gạo lại cho ăn. Chính quyền không có giúp đỡ được cái gì. Vậy hả? Từ khi mà cha của hai bé mất đấy bà, thì không biết là bà và hai con đã trải qua những cái biến cố gì khổ cực không bà? Bà có thể chia sẻ cho con và mọi người biết không? Con tôi mắc cờ là tôi khổ lắm. Tôi khóc hoài, tôi... Rồi con cháu xúm lại nó phiên thôi bà. Đừng có buồn, bà buồn rồi bà lâm bệnh rồi hai đứa cháu rồi có ai đâu lo. Dạ. Nó mới gắng gượng mà sống với cháu, con lo cho cháu. Cho nó đi học, nó còn nhỏ nè, tội nghiệp nó chưa có biết cái gì. Đi học mà khi mấy đứa cháu ở xóm cho tiền. Dạ. Vậy đó, cho 5.000-10.000 đi học. Rồi tôi buồn hết sức buồn, rồi mấy đứa nó phiên nó bà buồn quá, để bà có bởi vì bà nằm xuống hai nhỏ khổ nữa, hai đứa cháu khổ nữa. Rồi suy nghĩ mà gắng mà gượng cho nó khỏe mạnh nặng mà sống với hai đứa cháu. Dạ. Bà là cháu hư hỷ. Bởi vì mấy đứa cháu tôi nó nói bà mà còn đỡ bà mất rồi hai đứa nhỏ này rồi nó sống với ai. Vâng. Bây giờ nữa ai là mẹ nó đi 5 năm rồi có chồng. Vâng. Khác tới giờ không có tới lui chứ không có điện bỗng gì chứ. Dạ. Thì như bà mới nói là bà cũng sợ sau này bà qua đời thì không biết là hai con sẽ như thế nào á. Con gái. Dạ, trời Phật độ ông bà độ cho tôi sống cho cháu tôi nó lớn. Dạ. Nó lớn khôn nó biết mà ăn. Dạ. Đã tôi mắc nữa chừng thì tội nghiệp nó bơ vơ. Vâng. Không có ai mà giải biểu nó. Ôi bà ơi, nãy con nghe bé Yến chia sẻ đấy, thì nói rằng là bé đi làm để trả nợ này, cũng như là lo cho gia đình. Thì nợ là nợ cái gì hả bà? Ngày xưa mình nợ nhiều không? Chà nó đó hỏi thiếu nợ giờ cũng còn thiếu người ta 10 mấy triệu, nó hỏi tiền góp đã còn thiếu 10 mấy triệu. Đi làm ăn mua bán rồi đó.
rồi hỏi nợ người ta, hỏi tiền góp không có vốn. Dạ. Đi bán rồi hỏi tiền góp người ta, rồi làm rồi góp người ta hàng ngày vậy đó. Vâng ạ. Ngày nhiêu nhiêu vậy đó. Còn cũng như nó chưa góp chưa hết rồi nó mất đi. Rồi bây giờ rồi người ta cũng không có đòi nữa. Mà con nó nói nó mặn nó trả để cha nó thiếu nợ tội nghiệp cha nó. Có nghĩa là người ta không có đòi nhưng mà vẫn mình vẫn muốn đi làm để trả nợ ha, đỡ mang. Dạ. Tiếng đấy đúng không bà? Dạ. Dạ. Tội nghiệp lắm chú ơi, tội nghiệp lắm. Vâng. Làm thợ bạc mấy ngón tay này lỡ hết trơn hết trời, đau gì không mạnh gì được hết trơn. Dạ. Thì tối là mấy bà cháu ngủ ở đây luôn hả bà? Trải cái niệm ở đây nằm luôn hả bà? Đó, cái niệm đó. Nhà cháu nó mua cho rồi trải đây dòng mùng đây bà cháu ngủ. Dạ. Dạ. Đây cho mọi người xem lại một lần nữa cái nơi mà mấy bà cháu sinh sống. Ôi bà ơi, con thấy là bà chất củi ở đây làm gì vậy ạ? Bà nấu củi ăn hả? Của bà chặt lâu rồi, chặt hồi còn mạnh á, rồi để dành chậm. À vậy hả? Ừ. Ờ, ra để nấu ăn hả bà? Hay là dành, để bán? Để dành nấu ăn. Vâng. Ừ. À, con thấy là cũng có bếp ga đây. Ừ, bếp ga của thằng con đó, nó mua hồi nó còn sống á. Vậy hả? Ừ. Vâng ạ. Rồi giờ tôi nấu. Vâng. Rồi tối là nằm ở dưới này luôn. Chỉ trải cái nệm mỏng vậy thôi. Đây nệm đó. Dạ. Nệm này đây trải cho bà cháu ngủ rồi. Rồi bình thường ấy bà, ở đây bà có nước sạch để xài không hay là mình xài nước sông hả bà? Xài nước cây. Cây. À cây nước hả bà ha? Cây nước. Dạ. Ừ, nước cây đó, anh tháng có mấy chục ngàn. Dạ, còn đằng sau này là gì hả bà? Ăn sao mà thằng cháu nó mới bằng thêm cho ăn khúc nữa đó. À. Cho khúc nó cho rộng một chút. Nhưng mà ngoài này là mình có ở được không bà? Có nằm được không? Được. Hay là bà làm cái khúc để làm tắm khúc, rửa toilet thôi. Ờ đó, ăn khúc bển đi toilet đó, tắm đây, rửa đó. Sông ngay còn ở dưới luôn bên này để đựng đồ. Để đây chặt quá à. Dạ. Để đồ này tùm lum hay cho chặt cứng. Vâng. Trời ơi. Một lần có lọn này. Cười dễ thương ghê ha. Cười cho xem nào. Trời. Nắng nâu mặt ngoài cái này đã tê, nắng nâu cái này. Ừ. Đi học về toát hết mồ hôi rồi. Vậy thì nắng gì vô mặt đây. Rồi Phụng ơi, cho chú hỏi nè. Rồi con đi học như vậy á. Gia đình mình khó khăn như này có khi nào bị bạn bè trêu chọc không? Không. Đấy hả? Ừ. Có nơi nào đi học có nơi nào ăn hiếp con không? Ở đây thường thường bà nội cho con ăn cái gì? Ăn cá. Ăn cá à? Ừ, có khi nào phải ăn cơm không? Không. Thế hả? Có ăn cơm với muối không? Có. À, có ăn cơm với muối. Vậy là có nhiều lúc là bà cho ăn cơm với muối rồi ha. Ừ, còn nhiều lúc mà bà có tiền thì bà mua cá cho ăn. Ừ. Thế con thấy ăn cơm với cá với muối cái nào ngon hơn ta? Muối. Muối ngon hơn hả? Sao muối ngon hơn được? Muối mà muối muối mấy đứa nó ăn đường ăn cấp ổ rồi đó. À vậy ha. Vậy bây giờ chú nói bà là bây giờ cho con ăn tinh muối thôi nha, không ăn cá nữa nha. Trời ơi, cười nhìn dễ thương ghê á. Sau này con có tính học hết lớp 12 rồi lên đại học không hay là học tới lớp 6 lớp 7 rồi nghỉ đi làm với chị hai? Dạ. Yeah. Là sao nhỉ? Là có nghĩa rằng là con có tính đi học đại học không? Yeah. Không. Rồi học một vài năm nữa rồi nghỉ đi làm như chị hai hả? Con thích đi làm. Ồ vậy hả? Đi làm cực lắm á. Đi làm vất vả lắm. Sao con lại thích nhỉ? Con phải có nguyên nhân gì chứ? Con thích đi làm với chị hai. Vậy hả? Là con thích kiếm tiền hả? Ừ. Nhưng mà con nhỏ như này lỡ không ai mướn con thì sao? Nào lớn. Nào lớn. Nhưng mà đi làm như chị hai chú thấy khổ lắm. Cực lắm á, đâu được nhiều tiền đâu. Con phải học, học tới đại học luôn. Rồi mai mốt mình có công ăn việc làm, mình vào công ty mình làm. Chị con làm nuôi con đi học. Không luôn. Ồ. Nói chung là cái này bà phải khuyên bé, cố gắng cho bé học càng cao càng tốt bà. Thì đời của con mai sau mới sướng được. Chứ còn không là mình cũng chỉ đi làm công nhân hoặc là mình... Nhiều khi mà chưa đủ tuổi ấy, không có ai nhận được đi bán vé số nữa cũng nên. Hay là Phùng, hay Phùng thích đi bán vé số cháu không? Tôi nói ha, mà khổ là tôi mà không được tôi đi xin tôi cháu tôi chứ không cho đi bán vé số. Dạ. Yeah. Vâng. Thấy cậu thì thấy. Dạ, thì nhiều khi là bé vẫn còn nhỏ nên là bé chưa suy nghĩ được ấy bà. Nên là bà cố gắng cho bé ăn học rồi khuyên bảo bé đừng có nghỉ, đừng có nghỉ. Nhưng mà làm cho nó ăn học rồi nó không cho nghỉ. Dạ. Yeah.
Vâng. Bên dưới nó thấy tội nghiệp cho đồ bạn. Vâng. Nó nghỉ, ba cha nó cho nghỉ cái năm bệnh dịch đó, sợ đó. Không, nó lên cấp 3. Vâng, đã 8 tuổi rồi. Lên cấp 3. Tôi có cái xe chạy tối ngày, tôi la vậy cầu cầu mà nắng tối ngày. Vâng. Rồi con gái con nhớ mẹ không? Không. Sao không nhớ mẹ? Bây giờ mà gặp mẹ ngoài đường con có nhận ra không? Đó hả? Đó mà nó biết. Rồi ba con đâu rồi? Ngủ rồi. Ba con ngủ hả? Ở sao con không đánh thức ba dậy? Ba không có thức. Ở sao chú nhắc tới ba mà chú thấy Phụng muốn khóc vậy ạ? Hả? Mà chú nghe được không? Đó. Mẹ muốn khóc với cô chú anh chị. Hai chú nghe coi sao. Sao con Thôi con gái đừng khóc mẹ. Chú xin lỗi ha. Rất là tội lên mọi người. Con nhắc tới ba mà con nghẹn ngào. Rất là tội nghiệp. Nhỏ lớn gì nó đào. Tôi nấu cháo cho nó ăn cái nó khóc. Dạ. Nó nói con đừng buồn, con không có cha có mẹ, cũng còn bà nội lo cho con, cho bà nội nó có bỏ con nữa mà con buồn con khóc. Dạ. Cái tội nó. Vâng. Rất là tội nghiệp luôn. Em cảm nhận được là ba mất rồi ấy, nên là nhắc tới là bé khóc. Đi chôn cho bà nó, rồi nó không chịu về. Vậy hả bà? Ừ, nãy về nó khóc chết giấc bất giả. Dạ. Nó không chịu về. Là cái lúc mà đưa anh đi chôn ấy. Ừ, chôn rồi, lúc đi về nó không chịu về. Dạ. Rồi ở đó với bà nè. Tội ghê. Khổ lắm chú ơi, buồn dữ lắm mà đều dán gường hai mấy đứa cháu. Khổ dữ lắm, buồn dữ dằn. Dạ. Bà là có một mình anh thôi hả bà? Hả? Bà có một mình anh thôi hả bà? Bà ngoài anh ra bà còn người con nào không? Còn thằng trai anh nó thứ bảy, còn thằng thứ bảy. Dạ. Nó có vợ ở riêng rồi, tôi nói chú nãy giờ hiện như quyền con dâu không, con trai à. Mình nó không có quyền gì chứ. Rồi Phụng ơi, cười lên nào, chờ cười dễ thương mà đừng khóc nữa nha, chú xin lỗi. Thì còn mẹ con ấy thì mẹ con bỏ con đi như thế thì con có hận mẹ không, buồn mẹ nhiều không mẹ? Rồi có bao giờ mà con hỏi bà là tại sao mẹ lại bỏ con đi không? Nếu như mà mẹ con về đây thì con có đồng ý không? Sao thế? Sao à? Mẹ con về con không cho mẹ, mấy con mẹ con ở đây. Vì vậy mẹ nó có chồng. Dạ. Chồng ở đâu về cũng bỏ bé từ lúc nhỏ rồi ấy, nên là đôi khi là cũng không có nhiều tình thương để bé lưu luyến ấy. Dạ. Thế là bây giờ Phụng gặp mẹ ở ngoài là Phụng vẫn nhận ra mẹ ha. Thật sự luôn, bé Phụng rất là dễ thương mọi người. Không biết là mẹ của bé khi nhìn thấy clip này sẽ như thế nào. Phụng có muốn gửi đôi lời gì tới mẹ không? Không. Biết đâu mẹ con xem được clip này nè. Không muốn hả? Nếu mà con nhớ mẹ thì con nói đi, con bảo mẹ về thăm con. Đó. Ở trong đó bé, hai bé là bây giờ là nhỏ lắm không có. Nó nói với bà nội, nó nói bà nội là con thấy người ta có mẹ, còn con không có mẹ, con tuổi quá. Dạ. Là bé Phụng, bé bạn Phụng đó có mẹ. Bé Phụng nói vậy hả bà? Bé Yến. À bé Yến. Yến. Dạ. Kể đi, mẹ con về thăm thì có về thăm thì về. Mẹ nó cũng hay hết trơn chứ, đại nó có chồng mà nó về. Dạ. Ai cũng nói hết trơn, nói con thì người ta bỏ rồi. Dạ. Tội nghiệp mới đi bỏ thì con tôi nó buồn, nó cũng đáng đi mặn lộ lặn nuôi hai đứa con đó. Dạ. Chứ mẹ. Rồi vừa nãy chú nghe bà nói là lúc cha con ngủ ấy là Phụng không muốn về luôn hả? Phụng ở đó với ba không muốn về luôn. Rồi lâu lâu nay bà có cho Phụng ra thăm ba không? Không hả?
Rồi hồi Tết vừa rồi đấy, hai chị em có ra thăm ba không? Không. Sao vậy? Sang thăm ba? Không có ai chở đi. Rồi hồi Tết Phụng được tiền lì xì nhiều không con? Được bao nhiêu nè? Con không biết. Thế hả? Được nhiêu không biết, được nhiêu nói cái được 50-200 gì. Rồi tiền lì xì bây giờ Phụng để đâu rồi? Phụng làm gì rồi? Hả? Đi học. À, con lấy tiền con đóng học ha. Ừ, rồi hàng ngày con đi học á. Rồi sáng mình có ăn gì trước khi đi học không hay là nhịn? Nhịn. Nhịn luôn. Ừ, vậy đó vậy sao học ta? Được. Vẫn được luôn. Điện thoại cha nó cuộc sống mua cho nó giờ hư rồi để kìa. Vâng. Chưa có sửa cho nó. Ở đây con thấy là hình như là không có cái tivi luôn ha. Không có. Vậy tối thì chắc là các bé cũng không có cái gì để giải trí cả. Dạ. Tôi cũng ham tivi rằng mà bắt coi này kia mà. Dạ. Mà làm gì mà có tiền mua nổi. Vâng. Bây giờ là chỉ có bé Yến bé đi làm thôi. Một tháng có 2 triệu mấy thì tiền thứ nhất là tiền ăn uống gia đình này, tiền nước, tiền điện này, tiền ga này, rồi tiền cho bé đi học nữa. Rồi một tháng nhính và trả nợ cho dạ, người ta 1 triệu. Trả nợ cho ba nữa. Nên là chắc là cũng không đủ. Nên là vấn đề bảo là mua tivi này kia thì cũng khó. Có mong muốn là có một cái tivi để xem không? Trời có ai khen Phụng cười dễ thương không? Có hả? Ừ. Rồi bạn bè khen hay là cô giáo khen? Bạn khen. Ừ. Cười dễ thương quá trời đâu mà. Mày chú xuống đây chú thăm gia đình để chú lì xì cho chút nhá. Có gì mình mua dạ. Kẹo mình ăn ha. Bác có em dạ. Ừ. Trời ơi, con phải vui lên ha, không được khóc nữa nhá. Bà ơi, thì từ nãy giờ con cũng tìm hiểu sơ qua về hoàn cảnh của mình rồi. Thì như lúc đầu con nói với bà đấy, thì con cũng hay chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn đấy. Cũng được biết là các bé đang rất là cần sự giúp đỡ. Hôm nay con xuống đây để con ghi hình, con chia sẻ lên. À, nếu như mà gia đình mình đủ duyên, có Quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm nào mà hỗ trợ đấy, thì con sẽ quay lại con gặp gia đình mình sau ha. À, thì hôm nay thì con cũng có một chút, con trích cái quỹ trên kênh YouTube của con đấy. À, con lì xì cho hai bé, có tiền để mua đồ ăn hay gì ấy bà ha. Dạ, thì con gửi cho bà 500.000 bà nhé. Cảm ơn. Dạ, đây là số tiền quỹ trên kênh YouTube của con cũng muốn giúp mình nhiều hơn. Nhưng mà cái số quỹ của con nó cũng có hạn đấy bà. Nó cũng sắp hết rồi nên con chỉ giúp được lần này thôi. Có ít lòng nhiều dạ, bà nhé. Dạ, con trả lại. Dạ, vâng. Thì cũng mong sao là bà với các bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn bà nhé. Đặc biệt là Phụng phải cố gắng học cho con ha. Ừ, đừng có làm bà buồn nhé. Đấy thì chú lì xì cho mấy bà cháu một chút như vậy nhá. Có gì là tối nay mua cái gì ngon ngon ăn đi. Hay là muốn ăn muối? Ăn cơm với muối này. Ăn cơm với muối là mấy cái muối mà con chấm trái cây ha. Thì Thắng cũng xin chia sẻ lại về hoàn cảnh này. Thì hai bé cha mất rồi mẹ bỏ đi. Đó, bây giờ là hai con sống với bà nội. Cuộc sống rất là khó khăn luôn. Chị hai của bé Phụng đây thì cũng phải nghỉ học rồi, mới có 13 tuổi thôi, nhưng con phải nghỉ học để đi làm, nuôi gia đình, kiếm tiền cho em của mình đi học nữa. À, còn bà thì lớn tuổi rồi, bà không có làm được cái gì hết, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm thôi. Chứ bà bây giờ 80 mấy tuổi rồi, bà là sinh năm là 1940 hả bà? Vâng, bà là hơn 80 tuổi rồi mọi người ạ. Thắng cũng hy vọng là cái clip này sẽ được lan tỏa. Mọi người xem được cho Thắng xin một lượt like, một lượt share để có thể có một phần nào đó tới những nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để các cô chú có thể giúp được cho bé Phụng và bé Yến. Thắng xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau ạ. Rồi chú về nhá, bye bye nhá. Hôm nay nhiêu tuổi rồi?